còn lệnh đánh đèo cao gió lòng ngày đêm bạt ngàn áo trần xuân vai bạc màu nhìn xuân về lòng buồn mênh mang ngày thêm trong trại chiều nay mẹ nhặt một cành mai điểm tu gian nhà nhỏ cửa chẳng cài then nhà mình bỏ ngõ mặt gió xuân về mẹ đâu có đợi xuân mẹ chờ con giao thừa mà chưa nhận được thư con. Chắc là năm nay con về ăn Tết, cho nên dù trong ngoài sao trước có một mình mẹ cũng lo cho cô chút rượu chút trà để con về nhà mừng năm mới. Mùng hai, mùng ba cũng Tết nhất như thường. Cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân ngoài cửa là mẹ mừng. Nhưng chỉ có cô bác xóm riêng qua nhà mừng tôi. Còn con của mẹ thì mỗi buổi một xa. Mẹ đợi khuyên rồi chỉ tội nghiệp cho con, ba mươi rước về chưa tới ngày mùng bốn, dọn mâm cơm canh cúng tiền đưa ông, nhưng chắc vì sao đành khi chưa gặp mặt con. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, du hồn làm loài chơi vơi. Chờ tính con từ khi Tết chưa về. Xuân năm nay chắc tóc bị
mẹ bà hơn nhiều. Đã mấy xuân rồi con hẹn về thăm mẹ, nhưng cũng mấy xuân rồi con có về đâu. Chắc năm này cũng như những năm xưa, mẹ thức trắng đêm bên nồi bánh tét để dành cho thằng con trai về vui ba ngày Tết. Những bánh vẫn còn nguyên vì con vẫn không về. Khi hẹn mẹ xuân sau, vì mỗi lần hẹn là mỗi lần con trễ hẹn. Nhưng mẹ ơi, rồi sẽ có một mùa xuân đến với quê hương và ở mãi với mọi người. Ngày đó con sẽ về bên mẹ sống lại những ngày thơ ấu xa xưa, sẽ ngồi bên mẹ suốt đêm chờ bánh chín để nhìn lửa cười trong mắt mẹ rộn ràng vui.